Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử Delta. Và video hôm nay thì điện tử Delta sẽ giới thiệu cho các bạn về một mạch test linh kiện LCRT4, một mạch khá là hay ho, phù hợp cho những bạn nào đang tìm hiểu về điện tử hay là những ai thường xuyên làm việc với các linh kiện điện tử, thì mạch này sẽ là một mạch vô cùng hữu dụng để chúng ta có thể mang theo mỗi khi làm việc. Với mạch test linh kiện này thì nó sẽ hoạt động với nguồn là một viên pin 9V. Chúng ta sẽ kết nối với viên pin 9V thông qua một đầu cắm như thế này. Mạch của chúng ta sẽ kích thước khá là nhỏ gọn, đó chính là 72 x 62,5mm, nên là chúng ta có thể dễ dàng mang nó đi bất kỳ đâu. Và trên mạch này thì chúng ta sẽ có một màn hình LCD để có thể hiển thị các thông số, một nút nhấn bên góc của mạch để chúng ta có thể test cũng như là khởi động mạch của chúng ta hoạt động, một jack socket 14 chân để chúng ta có thể đo được các linh kiện chân cắm, và để đo được các linh kiện dán thì chúng ta sẽ đo ngay tại đây. Và bây giờ mình sẽ nhấn nút khởi động nguồn. Trạng thái pin của mình đang là 8V, và khi chúng ta nhấn nút bật nguồn thì đồng thời mạch của chúng ta cũng sẽ bắt đầu test các linh kiện, và vì mình chưa có cắm các linh kiện nào vào nên vì thế nó sẽ hiển thị một màn hình báo lỗi như thế này. Và mạch của chúng ta sẽ hoạt động trong khoảng 15 giây. Sau khi hết 15 giây thì mạch sẽ tự động tắt. Và để bật lại thì chúng ta cần nhấn nút thêm một lần nữa. Thao tác rất là đơn giản phải không các bạn? Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu chân socket để đo các linh kiện chân cắm. Ở đây thì các bạn sẽ thấy ở trên mạch sẽ có các chân 1, 2, 3, là 3 chân liên tiếp này nha các bạn. Kế đến thì các bạn sẽ thấy một hàng gồm 4 chân số 1. 4 chân này sẽ tương ứng với 4 chân kế tiếp ở socket hàng trên này. Và 4 chân số 1 ở đằng sau này thì nó sẽ thông với nhau, và nó cũng thông luôn với chân số 1 đầu tiên nha các bạn. Bên dưới thì chúng ta sẽ có 3 chân đầu tiên này, sẽ là 3 chân tương đương với chân số 2. 3 chân này nó sẽ thông với nhau, và nó thông luôn với chân số 2 nha các bạn. Nên vì thế 3 chân này nó sẽ tương đương với chân số 2 nha. Kế đó thì chúng ta sẽ có 4 chân cuối cùng. 4 chân này thì nó sẽ thông với nhau, và nó sẽ thông với chân số 3 ở hàng trên nha. Và cho nên 4 chân này nó sẽ tương đương với chân số 3. Và nhà sản xuất phân bố các chân như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng test được các linh kiện có vị trí các chân xa nhau. Như đây thì mình đang có một con điện trở 330 ohm. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào chân 3 và chân 1. Chân 1 thì chúng ta có tổng cộng là 5 chân nên chúng ta có thể cắm chân nào cũng được nha. Các bạn cũng có thể cắm các chân khác như là chân 1, 2 hoặc là chân 2, 3 chẳng hạn. Ở đây thì mình chọn chân 1 và chân 3. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút vàng để chúng ta có thể kiểm tra thông số của điện trở. Mạch của chúng ta đang test. Đây, như các bạn đang thấy thì nó đã test ra. Trước hết là cái chân của chúng ta đang cắm là chân 1 và chân 3. Bên trên thì nó sẽ hiển thị tên của linh kiện mà chúng ta đang test, đó chính là resistor. Bên dưới thì chúng ta sẽ thấy ký hiệu của điện trở, và thông số mà chúng ta đang đo được đó chính là 324,2 ohm. Nó có sai số một chút nhưng không đáng kể nha các bạn. Sau 15 giây thì màn hình của chúng ta sẽ tự động tắt. Như đây thì mình đang có một con tù hóa là 220 microfarad. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào chân 1 và chân 2 để test. Chiều thì chúng ta có thể cắm chiều nào cũng được nha các bạn. Và mình sẽ nhấn nút để kiểm tra thông số. Tên tiếng Anh của tụ chính là capacitor. Chân mà chúng ta đang cắm là chân 1 và chân 2. Thông số mà chúng ta đang đo được là 210 microfarad, và sai số đó chính là 0,9%. Và đối với những con diode thì nó cũng đo được và còn có thể phân biệt được chân nào là chân cathode, chân nào là chân anode nha các bạn. Dưới đây thì chân số 2 của mình đây là chân anode, và chân số 3 của mình là chân cathode. Và với chiếc mạch này thì chúng ta cũng có thể đo được các chân anode và cathode của bóng đèn LED. Dưới đây thì anode của đèn LED của mình đang là chân số 3 và cathode là chân số 1. Ngoài ra chúng ta còn có thể đo được số volt mà để cho đèn LED của chúng ta hoạt động là 1,96V. Từ đó mà chúng ta có thể lựa chọn những trở phù hợp cho đèn LED của chúng ta hoạt động.
Với các chân xích to thì chúng ta cũng có thể đo được các chân G, chân D và chân S. Và con chân của mình đang có thông số là 2,78 nanofarad và VT của nó là 2,5 volt. Tiếp theo thì mình đang có một con chân xích to dán. Kết quả mà chúng ta nhận được đó chính là transistor dạng NPN. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là test sơ qua một vài khả năng của mặt test linh kiện LCRT4 này rồi. Một mặt linh kiện rất là hữu dụng, có thể giúp đỡ ta trong việc kiểm tra và xác định các thông số của các linh kiện điện tử. Và để đặt mua sản phẩm này thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng là giá cả của sản phẩm. Và bây giờ video của mình kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của điện tử DT. Nếu muốn thông báo để nhận được những video mới nhất từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.